Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, xin chào toàn thể quý anh chị mình ạ. Bên em chuyên nhà và đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Trong video này thì em sẽ giới thiệu tới anh chị mình một căn nhà siêu đẹp quý anh chị ơi, ngang 6m3. Ngang 6m3 và mặt tiền kinh doanh buôn bán sầm uất quý anh chị ơi. Đây là phường Đông Hòa ha, thành phố Di An tỉnh Bình Dương, giáp ranh với thành phố Thủ Đức luôn ha. Kế bên là trung tâm thương mại Gu quý anh chị, hay còn gọi là Big C ha, Big C cũ ngày xưa. Kế bên Big C luôn quý anh chị nha, một khu vực sầm uất để mình kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn quý anh chị ha. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới anh chị mình căn nhà ngang 6m3 quý anh chị ơi, nằm trên mặt tiền đường này, đường Võ Thị Sáu. Con đường này rộng quý anh chị nha, đường này đường rất là đẹp ha. Kinh doanh sầm uất quý anh chị thấy không ạ? Đó, ở phía dưới đó người ta kinh doanh rất là ok ha. Căn nhà này ngang 6m3 nên là kinh doanh rất là ok quý anh chị, nằm trên mặt tiền đường đẹp luôn ha. Đấy, ngay khu vực Big C của thành phố Di An. À, gần với khu vực trung tâm hành chính của thành phố Di An quý anh chị nha. Căn nhà này giáp ranh với thành phố Thủ Đức ha, chỉ vài bước chân thôi là ra tới thành phố Thủ Đức. Đấy, đường này là đường Võ Thị Sáu quý anh chị. Hướng này là mình ra Big C Go này quý anh chị. Chỗ này ra Big C Go đúng chỉ tầm khoảng 200m thôi quý anh chị ơi. 200m ha, hướng này ha. Đấy, ra Big C Go quý anh chị nha. Về Thủ Đức cũng chỉ tầm khoảng 200-300m ha. Big C Go là một bên Di An, một bên là Thủ Đức đó quý anh chị. Thì căn nhà của mình là giáp ranh với thành phố Thủ Đức luôn. Đấy. Nhà ngang 6m3 và xây một trệt, hai tầng lầu, đúc 3 tấm và hoàn công đầy đủ quý anh chị, sổ hồng riêng ha. Đó, căn nhà mà đang trước màn hình nhỏ của quý anh chị đó ha. Đấy, căn này ngang 6m3 anh chị ơi, siêu đẹp luôn. Đó, khu vực kinh doanh sầm uất đây quý anh chị thấy không ạ? Xung quanh đây người ta kinh doanh rất là sầm uất ha. Hướng này mình đi ra đường Trần Hưng Đạo này quý anh chị. Đó, xung quanh đây kinh doanh quá là tuyệt vời ha. Căn này vừa ở vừa kinh doanh quý anh chị ơi, thiết kế rất là ok. Mình có thể kinh doanh đa ngành nghề, có thể làm văn phòng công ty. Đó, căn này 100m2 thổ cư hết luôn quý anh chị nha, sổ hồng riêng, sổ hồng hoàn công nha quý anh chị nha. Đấy, hướng nhà là hướng đông bắc quý anh chị ơi. Đấy, về công năng sử dụng thì nhà của mình á, tầng trệt á, là để thông tầng để mình có thể kinh doanh và buôn bán. Thì bây giờ em sẽ di chuyển hẳn vào bên trong để em quay chi tiết về căn nhà này để cho anh chị mình cùng tham quan ha. Đấy, anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm nhà mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh sầm uất thì mình không nên bỏ qua căn nhà này, tại vì căn nhà này rất là đẹp quý anh chị ơi. Thực tế là căn nhà này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, ở vỉa hè 5m rồi quý anh chị, một vỉa hè siêu rộng ha, vỉa hè 5m quý anh chị nha. Đấy, ở phía dưới là thiết kế thông tầng để mình có thể kinh doanh buôn bán. Ở ngoài là một lớp cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực 10 ly quý anh chị ha. Đấy, đây khu vực tầng trệt của nhà mình đây, quý anh chị thấy rộng không ạ? Những căn nhà mà ngang 6m3 như thế này thực sự rất là hiếm quý anh chị ơi, rất là hiếm quý anh chị. Đấy, căn này ngang 6m3 và dài 16, tổng là 100m thổ cư hết quý anh chị nha. Thiết kế là ở phía dưới tầng trệt là mình để thông tầng để mình có thể kinh doanh và buôn bán quý anh chị, làm văn phòng công ty hoặc có thể là kinh doanh buôn bán quý anh chị nha. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ơi, rất là rộng luôn. Nó nằm trên mặt tiền đường Võ Thị Sáu, con đường sầm uất phía sau ngay Big C luôn, ngay Big C Go để mình kinh doanh buôn bán quý anh chị ha. Hai bên tường thì được dán gạch lên đâu đó khoảng 80cm, gần 1m nha quý anh chị nha. Đấy, và sử dụng các cái khung gỗ lớn ha để làm những cái bức tranh rất là đẹp quý anh chị. Ở bên đây cũng vậy ha. Đó, rất là đẹp quý anh chị nha. Hai bên đều như nhau ha. Đấy. Ở dưới này thì để thông tầng, trần này đóng thạch cao, nhà có quạt trần đầy đủ ha. Đó, được sơn mạ vàng, sơn nhú vàng rất là đẹp quý anh chị nha. Với những dải đèn led chạy song song rất là đẹp ha, rất là sáng nha quý anh chị. Tông màu chủ đạo nhà mình là màu trắng ha. Đấy. Kể cả nền gạch của mình cũng gạch màu trắng luôn ha, gạch bóng kiếng rất là sạch. Đấy. Siêu đẹp quý anh chị. Chỗ này mình làm văn phòng công ty hoặc trưng bày, làm showroom trưng bày cũng được quý anh chị, tại vì căn này nó nằm trên mặt tiền đường đẹp và nó có bề ngang 6m3 luôn. Đấy. Hoặc kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha quý anh chị nhá. Đấy. Rất là ok quý anh chị ơi. Những anh chị nào mà mình đang có nhu cầu tìm nhà mặt tiền vừa ở vừa kinh doanh sầm uất thì căn này quý anh chị ơi, căn này là tuyệt vời ha. Giá chỉ có 11.800.000 thôi anh chị, và giá này cũng là giá tốt quý anh chị nhá. Đấy, nếu mà anh chị mình ở Di An mà anh chị mình biết đất khu vực phường Đông Hòa và giáp ranh với Big C Go, và mức giá cho căn nhà một trệt hai tầng lầu hoàn công đúc 3 tấm, ngang 6m3, mặt tiền đường Võ Thị Sáu và chỉ có giá 11.800.000 là căn này giá này rất ok đấy quý anh chị ha. Đấy. Những anh chị nào mình đang có nhu cầu thì mình hãy nhanh tay quý anh chị ơi. Căn này khả năng sẽ bán sớm hơn chắc chắn với quý anh chị mình luôn. Đấy. Ở dưới đây cũng có nhà vệ sinh rồi quý anh chị. Đây nhà vệ sinh ở đây ha. Đấy, nhà vệ sinh cũng tương đối rộng ha, gạch ốp tới trần nha quý anh chị nha. Cửa nhà vệ sinh là nhôm kính sinh pha. Đấy. Xíu nữa em sẽ di chuyển lên trên lầu cho anh chị mình xem. Mời anh chị mình ngắm lại một xíu nữa cái khu vực tầng trệt của nhà mình. Một căn nhà mà nó siêu rộng, siêu đẹp, siêu thoáng ha. Đấy, phải dùng từ rất là mỹ miều luôn quý anh chị ơi. Và thực sự nó đẹp thật quý anh chị ạ. Đấy.
Bên em chuyên bất động sản thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em cũng nhận mua bán và nhận ký gửi nhà đất. Nếu anh chị mình đang có nhu cầu ký gửi thì cũng hãy liên hệ cho bên em sẽ xuống thực tế và ghi hình, làm video và chạy marketing bán nhanh cho quý anh chị mình ha. Bên em cũng có một đội sale rất là đông đảo. Đấy. Đây, mình cùng ngắm lại quý anh chị ơi. Đó, bề ngang 6m3 tuyệt vời ha. Đấy, rất là đẹp quý anh chị. Rồi em mời anh chị mình lên lầu 1 ha. Ở trên lầu 1 nhà mình sẽ có nhà ăn và hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh quý anh chị nha. Đấy. Khu vực nhà ăn lại sẽ được thiết kế ở trên đây, tại vì ở dưới là mình để kinh doanh. Đấy, khu vực nhà ăn của mình đây quý anh chị ơi, đồ sộ không ạ? Rất là đẹp quý anh chị ha. Trần đóng thạch cao, mấy cái tủ kệ này là làm bằng gỗ gõ hết quý anh chị nha, gõ đỏ hết ha. Đấy. Rất là đẹp quý anh chị ơi ha. Đấy, khu vực trên lầu 1 đây. Trên lầu 1 công năng sử dụng nhà mình ở lầu 1 là có một khu vực nhà ăn, một khu vực phòng khách, hai khu vực phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Có một sân sau rất là rộng. Đấy, em đang quay khu vực này là ở trên trên lầu 1 thưa quý anh chị ạ. Những anh chị đang xem kênh của em Hải, vui lòng ủng hộ em Hải bằng cách đăng ký kênh ha. Và cập nhật để cập nhật các cái video tiếp theo, em sẽ ghi hình cho anh chị mình xem. Đấy. Khu vực bếp của mình đây. Đó. Làm bằng gỗ hết quý anh chị nha, rất là đẹp ha. Đấy. Rồi, bên đây là khu vực nhà vệ sinh, labo và gương soi thì để phía ngoài ha. Đấy, chỗ này thì cũng được ốp gạch lên tới trần luôn, rất là sạch. Đây, em quay cái nhà vệ sinh sơ trước cho quý anh chị mình xem. Đấy. Từ ngoài vào đến nhà vệ sinh là đều được ốp gạch hết quý anh chị nha. Đấy. Có một cây sen thuyền ha, có bồn cầu, đầy đủ gạch ốp tới chân. Còn labo để gương soi và labo để phía ngoài ha. Đây. Đấy, sau này có một cái sân sau này quý anh chị. Chỗ này mình giặt đồ và phơi đồ rất là hợp lý ha. Đấy, có dựng khung sắt hết rồi quý anh chị ơi. Dựng khung sắt hết rồi nha. Đấy. Rất là an toàn. Rất là an toàn. Đây là căn nhà nằm trên mặt tiền đường Võ Thị Sáu tại phường Đông Hòa, ngay với Big Sigo mà em đang ghi hình để cho anh chị mình tham quan ha. Đấy. Và đây là khu vực lầu 1 của căn nhà mình. Đấy. Ở dưới thì thiết kế thông tầng để kinh doanh và buôn bán. Ở trên đây là khu vực sinh hoạt cho gia đình mình. Đấy. Rất là đẹp quý anh chị ha. Đấy. Cần thiết là mình có thể ở trên đây và ở dưới cho thuê cũng được. Đấy. Nếu mà mình không có nhu cầu kinh doanh thì ở dưới mình có thể cho thuê quý anh chị nha. Đấy, đây là khu vực phòng khách của nhà mình. Ở đây có TV. Mấy cái hình ảnh trên đây em Hải ghi hình là đều tặng kèm hết quý anh chị nha, đi kèm cùng căn nhà ha. Nhà em xin nhắc lại là 11 tỷ 800 triệu anh chị ạ. Đấy, cho căn nhà 100m này, ngang 6m3, một bề ngang rất là lý tưởng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi vào chuyên mục phòng ngủ quý anh chị. Đây là phòng ngủ số 1 của nhà mình ha. Có nội thất đầy đủ ha. Có máy lạnh luôn rồi ha. Trần đóng thạch cao, hai bên tường cũng được dán tranh, rất là đẹp quý anh chị nha. Đấy. Mấy cái cửa phòng ngủ nhà mình là đều làm bằng gỗ tự nhiên hết rồi quý anh chị ha. Đấy. Nhìn căn nhà nó rất là cứng cáp quý anh chị, rất là đẹp. Rồi trước đây là thêm một khu vực phòng ngủ nữa và có nhà vệ sinh bên trong. Đấy. Vậy là mình tổng kết khu vực lầu 1 của nhà mình sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, có một khu vực phòng khách, một nhà ăn. Đấy. Và có một cái sân sau để mình giặt đồ. Đấy. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh bên trong, phòng ngủ ở phía trước của căn nhà. Có ở đây có tủ đồ áo luôn quý anh chị nha. Phòng ngủ này thì có tủ đồ áo luôn nha. Có máy lạnh, có tủ đồ áo đầy đủ ha. Đấy. Trần đóng thạch cao ok ha. Đấy, máy lạnh đây quý anh chị. Ở bên này có một cái tủ kệ để mình để đồ vật dụng ha. Đây cửa sổ đi ra nhìn ra ngoài mặt tiền. Rất là thoáng quý anh chị ha. Rồi, nhà vệ sinh của mình bên trong đây ạ. Labo, bồn cầu, gương soi, một cây sen thuyền tắm đứng ha. Đấy, gạch ốp tới trần. Rồi, rất là ok đây quý anh chị. Vậy là mình tổng kết lầu 1 ha. Rồi em sẽ di chuyển lầu 2 cho anh chị mình tham quan. Trên lầu 2 cũng sẽ có hai phòng ngủ và một phòng thờ. Nhà mình có sân thượng ở phía trên đó. Nếu xíu này em quay lên em quay cho quý anh chị mình xem cái khu vực trên nóc nhà ha. Đấy. Đây lầu 1, đây vẫn là lầu 1 anh chị nhá. Rồi. Bây giờ em sẽ di chuyển lên lầu 2. Lên lầu 2 cho anh chị mình tham quan. Nhà này rất là đẹp đấy quý anh chị ạ. Căn này mà ở với kinh doanh thì quá là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn anh chị. Đấy. Mình ngắm lại cái khu vực giếng trời của căn nhà mình cũng rất là rộng. Đây, rất là lớn nha quý chị nhá. Đây là giếng trời giữa cầu thang ha. Đấy. Rồi. Em đang có mặt ở trên lầu 2 này quý chị. Đây là trên lầu 2, em sẽ quay từ phía ngoài này vào đi ha. Quay từ phía ngoài vào đi. Ở trên lầu 2 thì sẽ có hai phòng ngủ, một phòng thờ và có nhà vệ sinh. Đây khu vực phòng thờ này quý chị, khu vực ra ban công này.
Đây là phòng thờ ha. Đấy. Nhà thoáng lắm quý anh chị ơi. Nhà mình rất là thoáng ạ. À, mấy cái lan can này là làm bằng hợp kim nhôm đúc này quý anh chị ha. Đấy. Đây phòng thờ đây ha. Đây là trên lầu 2 này. Đó. Rất là rộng. Siêu rộng. Nhà ngang trên dưới 6m3 anh chị ạ, nên là rộng lắm ha. Trên đây mấy cái tường này cũng được dán giấy hết rất là đẹp ha. Đấy. Cái hành lang của mình rất là rộng rồi quý anh chị, hành lang rất là rộng ha. Đây rồi, vậy là phòng thờ đây anh chị nhá. Phòng thờ đây nhá. Rồi phòng ngủ, sau này sẽ có hai phòng ngủ nữa. Đây là trên lầu 2. Em đang có mặt trên lầu 2. Đây ạ, phòng ngủ số 3 của mình, phòng ngủ này rộng nha quý anh chị nhá. Có máy lạnh đầy đủ ha, phòng nào cũng có máy lạnh quý anh chị nhá. Và có giấy dán tường. Rất là đẹp. Đấy. Máy lạnh rất là mát quý anh chị ạ. Đây. Phòng này rộng. Rồi phòng ngủ số 3. Rồi tiếp tới em sẽ di chuyển phòng ngủ số 4 của nhà mình. Trên đây có nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh này cũng rất là rộng rồi quý anh chị. Đầy đủ ha, lavabo bồn còi gương soi đầy đủ hết quý anh chị nha. Một cây sen thuyền tắm đứng ha. Rồi, tiếp tục một phòng ngủ nữa. Vậy là tổng kết nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Một phòng khách, một nhà ăn, một phòng thờ. Đấy. Và ở phía dưới tầng trệt thì để thông tầng kinh doanh và buôn bán. Đấy. Nhà ngang 6m3, nằm trên mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Kinh doanh buôn bán rất là sầm uất ngay khu vực Bixigo của Di An. Rồi, để bây giờ em sẽ di chuyển lên cái khu vực thang này để cho anh chị mình tham quan ở trên đây nhá, xem mình có gì ở trên này nhá quý anh chị nhá. Rồi đây, đây là khu vực trên nóc nhà này quý anh chị. Đây, để em lên hẳn lên trên này em quay luôn cho anh chị mình tham quan khu vực trên nóc nhà của mình. Đó, rất là rộng. Trên đây thì có bình nóng lạnh năng lượng mặt trời. Này nó là sân thượng quý anh chị nha. Đấy, rất là ok ha. Rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Rồi, anh chị mình yêu thích căn nhà này thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong các video tiếp theo ạ.